Xin hân hạnh giới thiệu đến quý khán thính giả quyển sách Ung thư, tin đồn và sự thật do Ruy Băng Tím thực hiện, nhà xuất bản Dân Trí. Tin đồn số 14: tiếp xúc với khói hương, nhang, tẩm quá chất có thể gây ung thư phổi. Các kết quả khoa học đến nay cho thấy khói hương, nhang đúng là có chứa nhiều chất có tiềm năng gây ung thư như carbonhydrate ngắn hay hợp chất dị vòng thơm. Một nghiên cứu năm 2008 ở Thái Lan chỉ ra rằng những người làm công trong các đền chùa phải hàng ngày hít thở không khí có chứa hàm lượng các chất có khả năng gây ung thư này cao hơn đến vài trăm lần so với nhóm người bình thường. Nồng độ các chất này trong máu của những người làm trong chùa duy trì ở mức cao gấp 3 tới 5 lần so với người thường. Từ đó, tỷ lệ hư hỏng trong bộ gen của họ cũng cao gấp 2 lần. Khi nghiên cứu mối liên hệ trực tiếp giữa khói hương, nhang với tỷ lệ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư phổi, theo một nghiên cứu được tiến hành ở Singapore vào năm 2008, khảo sát trên 61.320 người Singapore gốc Trung Quốc khỏe mạnh, độ tuổi từ 45 đến 74, theo dõi đến năm 2015 cho thấy việc sử dụng hương, nhang không có liên hệ rõ ràng với đa số ung thư đường hô hấp. Tuy nhiên, riêng loại ung thư biểu mô gai thuộc hệ hô hấp, mối liên hệ này là rõ ràng và tăng theo tần suất sử dụng hương, nhang. Ở nhóm người sử dụng thường xuyên nhất, liên tục trên 40 năm và hiện vẫn sử dụng hàng ngày, tỷ lệ ung thư này tăng đến 80%. Đây mặc dù chưa phải là nghiên cứu có độ tin cậy cao nhất, nhưng cũng đủ để đánh động nguy cơ ung thư đường hô hấp từ việc hít khói hương, nhang thường xuyên. Một nghiên cứu khác ở Trung Quốc năm 2011 khảo sát trên 1.208 bệnh nhân ung thư và 1.069 người khỏe mạnh để tìm hiểu thói quen của họ, cho thấy tỷ lệ ung thư phổi ở nhóm người vừa hút thuốc, vừa tiếp xúc nhiều với khói hương, nhang hơn 2 lần trên ngày hoặc hơn 60 lần trên năm, gấp khoảng 1,5 lần so với nhóm người hút thuốc nhưng không tiếp xúc với khói hương, nhang. Tuy nhiên, nghiên cứu này không cho thấy mối liên hệ nào giữa việc tiếp xúc nhiều với khói hương, nhang và nguy cơ ung thư phổi ở nhóm người không hút thuốc. Sự thật, khói hương, nhang vẫn tiềm ẩn nguy cơ gây ung thư nhưng chưa có bằng chứng chắc chắn. Thạc sĩ Nguyễn Cao Luân. Xin nói thêm, hợp chất dị vòng thơm, tức là chất có cấu tạo một hoặc nhiều vòng, có tính thơm với một hoặc một vài thành phần của vòng thuộc nguyên tố carbon, hydro và oxy. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe sách nói Ruy Băng Tím, ung thư, tin đồn và sự thật. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, an khang. Xin chào và hẹn gặp lại.